Giá vàng trong nước tăng trở lại, vượt mốc 84 triệu đồng một lượng sau khi phiên đấu thầu vàng dự kiến diễn ra sáng nay 25 tháng 4 bị hủy. Tuy nhiên, so với cuối ngày hôm trước, giá kim loại quý này vẫn giảm. Lúc gần 15 giờ chiều nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 82 triệu đồng một lượng mua vào, 84,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng mỗi chiều so với phiên buổi sáng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 300.000 đồng một lượng mỗi chiều, mua vào 81,8 triệu đồng một lượng, bán ra 84 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 82,1 triệu đồng một lượng mua vào, 84 triệu đồng một lượng bán ra. Sáng nay, trước thời điểm dự kiến diễn ra phiên đấu thầu vàng thứ hai, giá vàng giảm khá mạnh, có nơi hạ 700.000 đồng một lượng, đưa giá xuống dưới mốc 84 triệu đồng một lượng. Với diễn biến này, so với cuối ngày hôm trước, hiện giá vàng có nơi giữ nguyên, có nơi giảm 200.000 đến 250.000 đồng một lượng. Giá vàng trong nước đã tăng trở lại sau khi phiên đấu thầu thứ hai bị hủy. Một số chuyên gia cho rằng, điều kiện tham gia đấu thầu với khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng là quá cao, khó thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét sửa đổi điều kiện yêu cầu mua tối thiểu còn khoảng 400 đến 500 lượng vàng, như thế sẽ thu hút nhiều đơn vị tham gia đấu thầu hơn. Thì chúng ta cũng cần phải cho tiến hành sơ kết đánh giá sơ bộ và từ đó để rút kinh nghiệm làm tốt hơn nữa trong các lần đấu thầu lần sau. Cái thứ hai là phải sớm tăng cái lượng cung bằng cách là cho phép nhập khẩu một số lượng vàng miếng nhất định về Việt Nam chúng ta. Tính toán với cái nhu cầu cân đối với cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam chúng ta